chúng ta đã đổi mới được ngành bưu chính viễn thông rất xuất sắc. Gần 20 năm trước, gọi một cuộc điện thoại mất vài nghìn, một tháng lương cũng chỉ dùng cho điện thoại là hết. Bây giờ dùng rất thoải mái. Điện lực lần này sửa đổi có giải quyết được vấn đề như thế hay không? Nhà nước thì độc quyền đến đâu và giao lại cho các ngành kinh tế khác như thế nào? Đây là ý kiến của đại biểu Quốc hội khi góp ý cho dự thảo luật điện lực sửa đổi, dự kiến được đưa ra cho ý kiến và thông qua chỉ trong một kỳ họp tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách diễn ra sáng nay. Về hoạt động mua bán điện, theo hướng thúc đẩy thị trường điện cạnh tranh, minh bạch, công bằng, hiệu quả và giá điện theo cơ chế thị trường, một số ý kiến cho rằng chúng ta vẫn chưa thực hiện được. Để làm sao thì là gì? Để sau này điện lực không còn đổ thừa là năm nào cũng là bị lỗ, là do điện bao cấp. Bây giờ nói điện lực lỗ là tại vì tôi bao cấp A, B, C, D, E, Z gì đó cho nên tôi bị lỗ. Bây giờ áp dụng điện theo giá thị trường, anh lỗ là tính, là xử anh liền. Tuy nhiên áp dụng điện theo giá thị trường thì đối tượng những chính sách, đối tượng những an sinh xã hội thì nhà nước phải đảm bảo, nhà nước phải lo. Đây là một cái điểm mà rất là nhân văn. Sửa đổi luật lần này có chống được độc quyền như hiện nay không? Bởi vì chúng ta đã đổi mới được cái ngành viễn thông, bưu chính viễn thông, tôi nghĩ là rất xuất sắc. Cách đây khoảng mười mấy, hai chục năm mới gọi một cuộc điện thoại là mất mấy nghìn. Một tháng lương là cũng chỉ dùng cho điện thoại là hết. Thế bây giờ thì chúng ta dùng rất thoải mái và hệ thống rất là chuẩn. Thế thì điện lực lần này sửa đổi thì có giải quyết được vấn đề như này không? Nhà nước thì độc quyền đến đâu? Và giao lại cho các ngành kinh tế khác như thế nào? Giải đáp ý kiến đại biểu, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết, dự thảo đã quy định rõ độc quyền nhà nước gồm những gì. Trong đó, chủ yếu là độc quyền điều độ hệ thống điện, còn đầu tư chỉ độc quyền với các dự án đa mục tiêu, công trình quan trọng. Và trên thực tế, nguồn điện EVN chỉ còn 38% trong tổng công suất hệ thống điện quốc gia, đang từng bước hình thành các thị trường điện cạnh tranh để đảm bảo công khai, minh bạch. Thủ tướng Chính phủ đã tách cái trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia trước đây trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và hiện nay là tách về trực thuộc Bộ Công Thương. Như vậy ấy, thì EVN hay là các cái tập đoàn nhà nước mà trong lĩnh vực điện năng ấy, thì tham gia thị trường điện với như một các cái chủ thể tư nhân thông thường. Cho nên việc này là cũng sẽ đảm bảo cái công khai minh bạch trong cái thời gian tới và giảm tối đa cái việc độc quyền, nhưng vẫn phải đảm bảo cái an ninh năng lượng theo cái chỉ đạo của Đảng tại cái nghị quyết 55 của Bộ Chính trị. Các đại biểu nhất trí về sự cần thiết phải sửa đổi luật điện lực. Tuy nhiên, một số đại biểu Quốc hội lại bày tỏ băn khoăn về chất lượng dự án luật, thời gian để có thể thông qua tại chỉ một kỳ họp và đề nghị nghiên cứu kỹ lưỡng và nên thông qua hai kỳ họp. Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 6, chiều nay tại nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, các đại biểu thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược. Các điều khoản liên quan đến bán thuốc, nguyên liệu thuốc chiếm được sự quan tâm của các đại biểu. Cho nên là quan điểm của tôi là đồng tình đa số với dự thảo luật, nhiều ý kiến tỏ ra băn khoăn với quy định về dự thảo luật liên quan đến bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc trên sàn thương mại điện tử. Cụ thể, bán lẻ thuốc trên sàn chỉ áp dụng với thuốc không kê đơn, còn bán buôn trên sàn thì bán được cả thuốc kê đơn và thuốc không kê đơn. Vì là có rất nhiều loại thuốc phải kê đơn là theo giới hạn nồng độ. Tôi nói ví dụ Aciclovir là cái thuốc mà bôi ngoài da, nếu mà với cái nồng độ là dưới 5% thì là thuốc không kê đơn, nhưng trên 5% cũng là Aciclovir thì lại là thuốc kê đơn. Như vậy là chúng ta rất khó phân biệt là thuốc kê đơn hay không kê đơn trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Cho nên là quan điểm của tôi là đã thương mại điện tử thì chỉ bán thuốc không kê đơn. Cũng liên quan đến vấn đề này, đại biểu Nguyễn Anh Chí cho rằng quy định như dự thảo luật là đúng, cần thiết. Tuy nhiên, chưa đủ bởi hiện nay có hình thức khám chữa bệnh từ xa. Từ đó, đại biểu đề nghị có thêm quy định cho phép bán thuốc qua mạng theo phương thức khám chữa bệnh từ xa. Ban soạn thảo cân nhắc có thêm quy định cho phép bán thuốc qua mạng cho những trường hợp thực hiện khám chữa bệnh từ xa với điều kiện, tất nhiên là phải có điều kiện. Cái thứ nhất là thuốc phải do một nhà thuốc có uy tín được cho phép thì mới là cung cấp. Kết luận buổi thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật dược, dự án luật khó,
có tính chuyên ngành cao. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Xã hội, Bộ Y tế tiếp tục ra soát kỹ lưỡng, tiếp thu tối đa để luật dược sửa đổi khi ban hành ra, tạo một đột phá mới trong công nghiệp dược, quản lý dược nói chung, thuốc nói riêng trong thời gian tới. Trước tình hình dịch bệnh sởi gia tăng mạnh tại thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay đoàn công tác của Bộ Y tế đã có buổi làm việc với thành phố Hồ Chí Minh về tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống sởi trong thời gian tới. Bộ Y tế nhấn mạnh công tác phòng chống dịch sởi là nhiệm vụ quan trọng với ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm này, nhất là trong kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 sắp tới và thời điểm đầu năm học mới. Tại buổi làm việc, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh và các bệnh viện đã có báo cáo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Theo đó, từ đầu năm đến tuần 34, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 525 ca phát ban nghi sởi, trong đó có 209 ca dương tính. Tại các bệnh viện nhi đồng của thành phố hiện đều có các ca bệnh nặng đang điều trị, hầu hết đều là những trẻ chưa được tiêm hoặc chưa tiêm đủ mũi vaccine. Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung toàn bộ nguồn lực để ứng phó và phòng chống dịch. Đã đưa ra một loạt tất cả những cái giải pháp, ví dụ là giám sát ca bệnh, đánh giá nguy cơ bùng phát, rồi triển khai tiêm chủng để tăng cường miễn dịch cộng đồng, rồi cũng nhắc nhở chỉ đạo cho các bệnh viện trong công tác thu dung điều trị phòng chống lây nhiễm trong cơ sở y tế. Thì trong liên tục trong những thời gian này thì ngành y tế thành phố cũng có những giao ban liên kết vùng với lại các tỉnh trong khu vực để hỗ trợ cho các tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh. Tính toán đến cái chuyện là tiêm phụ vòng ngoài để giúp cho cái chuyện giảm áp lực và không lây nhiễm ở vòng ngoài. Thì không lây nhiễm ở ngoài thì cái chuyện là cơ hội để chúng ta dập dịch bên trong thành phố Hồ Chí Minh cộng với cái bảo vệ vòng ngoài cho trẻ em, cái nhóm dễ lây nhiễm nguy cơ cao ở các tỉnh, khu vực xung quanh nơi có dịch. Lãnh đạo Bộ Y tế đánh giá cao thành phố Hồ Chí Minh đã có kế hoạch và phương án ứng phó với dịch bệnh. Trong giai đoạn này, Bộ yêu cầu ngành y tế thành phố nhanh chóng tăng độ phủ vaccine là điều cấp thiết nhất. Trước mắt, ưu tiên tiêm phòng sởi cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi, sau đó mở rộng cho trẻ trên 5 đến 10 tuổi, đồng thời tiêm cho nhân viên y tế chưa được chủng ngừa và nguy cơ cao. Cần phải chỉ đạo chính quyền các địa phương và cái sự vào cuộc của từ bí thư, từ cấp ủy đến lãnh đạo, chủ tịch của Ủy ban Nhân dân các cái quận huyện rồi các cái xã phường để mà chỉ đạo cái công tác phòng chống dịch, làm sao mà chúng ta công bố dịch rồi thì chúng ta có thể là kiểm soát được trong cái thời gian ngắn nhất để mà còn thực hiện các cái nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, rồi đặc biệt du lịch, ngày nghỉ lễ Tết sắp đến rồi. Cũng trong ngày hôm nay, đoàn công tác của Bộ Y tế đã kiểm tra công tác phòng chống dịch sởi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Tại đây, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện Nhi Đồng trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, thu dung điều trị giảm ca nặng và tử vong, kiểm soát lây nhiễm chéo, có phương án phối hợp với các bệnh viện khác để hỗ trợ, kể cả với các bệnh viện trung ương trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, không để xảy ra tình trạng quá tải và dịch chống dịch với tay chân miệng, sốt xuất huyết.